Bảo Điều Bất Sản mến chào cô chú chị mình ha. Nay em điền có một lô đất chủ gửi bán ha, rất là rẻ luôn, hơn 1.000 mét vuông, có 14 mét mặt tiền đường nhựa, giá bán là 950 triệu ha. Vậy hiện tại em điền đang có mặt ở đây là ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Ngay chỗ em điền đang đứng đây là trạm y tế xã Hòa Hiệp anh chị ha. Đó. Và hướng trước mặt mà em điền quay này, mình đi khoảng đâu đó là 10 cây số thôi là mình sẽ gặp ngay suối nước nóng Bình Châu này, và đi khoảng thêm 3 cây nữa là mình sẽ gặp biển Bình Châu đó. Ở ngoài đó có những cái khu du lịch resort hay Nova World Hồ Tràm, Nova World Hồ Châu, Bình Châu ngoài đó ha. Đó thì mình xã Hòa Hiệp là giáp Bình Châu rồi chị ha. Đó. Và hướng ngược lại đây mình di chuyển khoảng đâu đó gần 2 cây số thôi mình sẽ gặp ngay cái tỉnh lộ 329. Thì gặp ngay đó là dường như là trung tâm của xã Hòa Hiệp luôn anh chị, chợ đò rồi này kia vân vân, ủy ban này kia luôn anh chị ha, và trường học các cấp ha. Và cái đường lộ này em đi đang đứng đây là có tên là tỉnh lộ 326 anh chị ha. Đó. Nói chung là con đường này là thông thương giữa xã Hòa Hiệp và xã Bình Châu anh chị ha. Đó. Cái vị trí này mà đi vô đi ra lại cái trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bủ thì khoảng đó là 20 mấy cây hả, cũng tương đối là không có gần lắm ha. Và cái bất động sản mà em đi muốn giới thiệu tới đây thì nó cách cái lộ này vô khoảng đâu đó là 800 mét thôi anh chị ha. Mình đi hướng này ha, đó đường này có thể thông thương luôn, đường vạch kẻ vàng luôn ha. Đó. Tới ngay trạm y tế mình sẽ gặp ngã ba này, mình sẽ rẽ tay trái đi vô đó. Ở đầu đường thì có tạp hóa này kia, buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ phía ngoài rất là nhiều. Đó, rồi bây giờ em mời cô chú chị đi theo chân em điền đi vào bất động sản review chi tiết nha. Đó, trên cái đường mình đi thì dân cư ở đây rất là đông anh chị ha. Ở nhà san sát, đường nhựa mới mẻ sạch sẽ. Rồi em điền đã có mặt tại vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Thì hồi nãy em đang đi thì đi hướng này đi vô thì từ tỉnh lộ 326 đó mình đi vô khoảng đâu là 800 mét đã đến vị trí đất của mình rồi. Đó. Và hướng này tất nhiên là đường đã là có hai làn đường vạch kẻ đường rồi, tất nhiên là đường sẽ thông anh chị ha, thông qua xã Bình Châu luôn. Đó. Nhà dân cư ở đây này, đó. Ở đối diện là nhà dân này, và trong này dân cũng có nữa anh chị ha. Nói chung là vô càng sâu thì dân hơi thưa chút xíu ha, nhưng mà cái mảnh đất này nó rẻ anh chị ạ. Đó, khu dân cư đó gì nè. Đây, cái bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu đây ha. Em Điền sẽ cung cấp những cái thông tin cơ bản nha. Thì bất động sản mình đang có diện tích là 14 mét ha. Từ đây, từ ngay cái cọc này nè, qua bên này là 14 mét. Có diện tích là 14 mét ha. Từ bên cọc này qua này, sâu vào trong là 70 mét ha, 69-70 mét, và nở hậu ra là 18 mét anh chị ha. Đó, nằm khu dân cư, đường nhựa đẹp luôn ha. Giá bán là 950 triệu, em Điền cũng có báo đầu video rồi. Bất động sản mình thì đã có trồng trụ rào quanh hết đất mình rồi ha, đây là ranh mốc rõ ràng, cô chú chị mình có thể yên tâm. Đó, chính xác là 1.000 mét vuông đúng luôn anh chị, khu dân cư ha. Điện đài thì nè, điện đi qua đất rồi. Đó. Nói chung là nước máy thì ở phía ngoài đầu đường thì có là nước máy rồi như đó, nhưng mà chưa biết là dân đã kéo vào đây chưa, tại vì sẽ có những hộ là người ta sẽ không có nhu cầu sử dụng nước máy, người ta sẽ không kéo đó. Tại xưa giờ người ta sử dụng có thể là sử dụng nước giếng khoan quen rồi là sẽ có một số hộ là người ta sẽ không kéo vô ha. 950 triệu thì từ Sài Gòn có di chuyển về đây thì khoảng mất 2 tiếng đồng hồ ha. Và Xuyên Mộc rồi thì có những tuyến đường lại mở ở phía trong Hòa Hội, Hòa Hiệp này kia đó, thì để dễ tiện cho cô chú chị mình ở Sài Gòn mình di chuyển về có thể là tiện lợi hơn ha. Đường xá thì quá đẹp luôn anh chị. Đi xuống biển Hồ Tràm, đi xuống biển Bình Châu cũng gần, đi xuống nước Bình Châu cũng gần anh chị. Giá bán là 950 triệu ha. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế và thiện chí nữa mình sẽ gặp chủ để thương lượng thêm ha. Em Điền cũng cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền nha. Xin chào, hẹn gặp lại những video clip lần sau của em. Xin chào.